Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay em có ra đi rất nhiều các dòng cục đẩy Martin và một cục đẩy công suất 2 kênh Lưỡi Acoustic PL2.18 anh em nhé. Ở đây thì có ra đi rất nhiều, rồi những cặp loa của Lưỡi Acoustic nữa. Bên em cũng đang đóng hàng đây. Như anh em có thể biết là với những sản phẩm khi anh em mua hàng bên em ấy, thì bên em đóng nó rất là chắc chắn đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy những cái góc thì bên em đều bo 4 góc. Anh em có thể thấy nó rất là dày anh em nhé, để tránh cái tình trạng khi bưu điện họ vận chuyển thì nó hay bị móp méo tai. Rất nhiều anh em cũng đã bị rồi đúng không ạ? Anh em đặt hàng thì hay bị móp méo tai khi anh em nhận hàng, đúng không ạ? Thì đây, bên em đóng rất là chắc anh em nhé, rất là chắc chắn luôn. Đều bo bằng 4 góc những cái bìa, những cái bìa cắt tông rất là dày, có thể 4 lớp và 6 lớp, rất là dày và rất là chắc chắn ở đây. Cái này thì anh em yên tâm, những hàng lặng này thì chắc chắn với anh em là khi nhận hàng thì hầu như đến 99% là không có vấn đề gì xảy ra tới tay anh em. Hàng thì test rất là kỹ rồi. Đây còn 4 chiếc nữa anh em nhé, và cũng những cặp loa của Lưỡi tiếp tục sẽ lên đường đây. Rất là nhiều. Một ngày hôm nay thì bên em đóng hàng rất nhiều, bởi vì hàng vừa về. Những cục đẩy Martin, rồi những cục đẩy Lưỡi Acoustic. Thì thời gian vừa qua thì anh em cũng đặt cọc để đặt hàng những dòng sản phẩm này. Thì có hàng về thì cũng lên đơn và cũng đóng hàng để gửi cho tất cả anh em thôi. Đấy, rất nhiều anh em nhé. Đây, Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai này. Cục đẩy này sử dụng M2003 này. Anh em nhìn thấy. Và rất nhiều các dòng cục đẩy ở đây. Đây, con này là con về Tiên Du Bắc Linh này. Con này con PL2.18, cục đẩy 2 kênh. Thì bên em vẫn bán song song, đó là những dòng cục đẩy 2 kênh và 4 kênh. Đây, chính nó đây anh em nhé. Đây, Martin MA1003, 4 kênh cho anh em đi sự kiện này. Rất là chất rồi đúng không ạ? Con này thì 1300W trên 1 kênh ở 8 ohm. Và con nữa là con Lưỡi Acoustic PL2.18. Thì con này sử dụng 2 kênh và con này chuyên xúc kép cho anh em. Một dòng chuyên phun đôi và một dòng chuyên xúc kép anh em nhé. Nên anh em có thể thấy được với những cái dòng này bên em bán rất là chạy. Đều size 3U và cân nặng nó tầm khoảng 43-44kg. Hai dòng rất là trâu bò, rất là bền bỉ. Đấy thì cũng rất cảm ơn tất cả anh em cũng đã tin tưởng và đã đặt hàng những chiếc dòng sản phẩm bên em. Đây anh em có thể nhìn thấy, toàn là cục đẩy công suất hạng lặng, hạng lớn rồi anh em nhé. Rất nhiều. Bây giờ cũng cho nhân viên đi chuyển dần thôi. Rất là nhiều. Đấy. 7 chiếc, đây mới có 7 chiếc, đây còn 4 đấy anh em nhé. 11 chiếc cục đẩy và những cặp loa của Lưỡi Acoustic nữa. Khá là nhiều. Đấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh, xem các video mới nhất. Và rất cảm ơn anh em đã tin tưởng và đặt những cái sản phẩm cục đẩy bên em. Bên em thì phân phối rất nhiều anh em nhé. Vang, mic, đẩy, súp, rồi loa. Rất nhiều để cho anh em và các bác có thể lựa chọn và tham khảo. Rồi ok, cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Nhớ có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.